Những người lính Ukraine đang chiến đấu chống Nga xâm lược ngày 4 tháng 10 nói viện trợ tài chính từ Hoa Kỳ là rất quan trọng để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, mặc dù đây không phải là nguồn viện trợ nước ngoài duy nhất hiện có. Các binh sĩ phục vụ trong lữ đoàn bộ binh riêng biệt số 59 bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ ngừng viện trợ có thể đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ còn kéo dài hơn nữa. Cố hội Hoa Kỳ không đưa khoản tiền mới nào cho Ukraine vào dự luật chi tiêu tạm thời của Hoa Kỳ được thông qua vào ngày 30 tháng 9 để giữ cho chính phủ liên bang mở cửa, nêu bật sự miễn cưỡng ngày càng gia tăng của một số đảng viên Cộng hòa trong việc tài trợ cho Kyiv. Một nhóm đảng viên Cộng hòa tương đối nhỏ nhưng có tiếng nói đã chỉ trích sự hỗ trợ dành cho Ukraine ngay từ đầu, cáo buộc chính phủ ở Kyiv không chống tham nhũng đầy đủ, điều mà các quan chức Ukraine và Mỹ phủ nhận sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác rất quan trọng để Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện do Nga phát động vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, cùng ngày 3 tháng 10, người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, đô đốc Bob Bauer, dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc kho dự trữ đã cạn kiệt giữa mối lo ngại ngày càng gia tăng về nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine với việc cuộc chiến có thể sẽ tiếp tục kéo dài suốt mùa đông sang năm tới. Ông Mueller cho biết hệ thống vũ khí và nguồn cung cấp đạn dược hiện giờ đã ở mức thấp nhất. Ông kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất với tốc độ cao hơn nhiều và chúng ta cần khối lượng lớn. Ông nói tại diễn đàn Ninh Vác Va, một hội nghị thường niên vào ngày 3 tháng 10. Ukraine đang đẩy mạnh một cuộc phản công chậm chạp mà nước này đã phát động cách đẩy 3 tháng, cho dù ngày càng không chắc chắn về quy mô cung cấp vũ khí và đạn dược trong tương lai từ các đồng minh phương Tây các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều tuần của thanh niên ở gaza đã gửi đi một thông điệp về tình trạng siết chặt tài chính nghiêm trọng ở vùng đất bị israel phong tỏa theo các nhà kinh tế và thậm chí một số quan chức cấp cao của israel và các biện pháp cứu trợ có thể sắp được thực hiện các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm thanh niên như được phong trào Hồi giáo cầm quyền Hamas ở Gaza áo thuẫn là về việc đối xử với các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel và các chuyến thăm của các nhóm Do Thái tới khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Nhưng một quan chức cấp cao của Israel lưu ý sự tự chế tương đối của Hamas vốn không chính thức tham gia các cuộc biểu tình hoặc phóng thêm phi đạn vào Israel ông cho rằng lý do trực tiếp hơn dẫn đến tình trạng bất ổn là do bất bình kéo dài liên quan đến chính nghĩa dân tộc của người palestine và tình trạng kinh tế khốn khổ hơn của gaza quan chức israel giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề nói xin trích các cuộc biểu tình là vì tiền bạc những gì chúng ta thấy trên hàng rào biên giới là một thông điệp họ đang yêu cầu trợ giúp tài chính hết trích theo ước tính của Quỹ tiền tế quốc tế IMF, khoảng 2,3 triệu người sống ở giải đất hẹp ven biển, nơi thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng khoảng 1 phần tư mức ở bờ Tây do Israel chiếm đóng và nơi mà hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong tình trạng bất ổn gần đây, thanh niên ném đá và thiết bị nổ tự tạo và đối đầu với quân đội Israel dọc hàng rào biên giới, những người đã đáp trả bằng đạn thật trước khi điên tĩnh được vạn hồi vào tuần trước bởi các nhà đàm phán Ai Cập, Liên Hợp Quốc và Qatar. Các nguồn tin thân cận với các cuộc trung gian hòa giải cho biết, trong khi một số yêu cầu của Hamas mang tính chính trị, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Gaza là chìa khóa để ít nhất duy trì sự yên tĩnh dọc biên giới. Các nguồn tin dự kiến Israel vốn cùng với Ai Cập duy trì phong tỏa chặt chẽ giải Gaza đã khiến nền kinh tế tại đây tê liệt sẽ công bố các biện pháp nới lỏng hơn nữa trong những ngày tới, bao gồm thêm hàng trăm giấy phép làm việc ở Israel. Kể từ năm 2021 khi xảy ra cuộc chiến kéo dài 10 ngày với Hamas, Israel đã nới lỏng một số hạn chế ở Gaza, cung cấp hàng nghìn giấy phép lao động cũng như các biện pháp tạo điều kiện dễ dàng cho xuất khẩu và cải thiện các tiện đích xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư. Với tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở Gaza là hơn 46%, bản thân Hamas đã phải đối mặt với sự bất bình về cách quản lý kinh tế của mình, mặc dù về phần mình, phong trào này đổ lỗi cho lệnh phong tỏa của Israel gây ra những khó khăn kinh tế cho khu vực này. Nhận thức được nguy cơ bất ổn ngày càng trầm trọng ở Gaza, Israel đã cấp hơn 18.000 giấy phép lao động cho người Palestine ở đây và đưa ra các hình thức cứu trợ kinh tế khác. Nhưng trong khi Israel đưa ra các sáng kiến kinh tế để tránh xung đột, chúng luôn có nguy cơ bị cắt đứt đột ngột khi các công ty như Unipal, công ty xuất khẩu 150.000 mặt hàng mỗi tháng sang Israel, rơi vào tình trạng bất ổn liên tục tháng trước israel đã áp đặt lệnh phong tỏa ngắn hạn đối với hàng xuất khẩu từ gaza sau khi các thanh tra cho biết họ đã phát hiện ra một âm mưu chuyển lậu chất nổ vào bờ tây sau đó tiếp theo là việc đóng cửa các cửa khẩu được sử dụng bởi những người lao động đi làm ở israel và bờ tây để đáp trả các cuộc biểu tình ở biên giới đông đảo di dân chủ yếu đến từ Venezuela tiếp tục leo lên đoàn tàu La Bestia, chuyến tàu chở hàng thường xuyên băng qua Mexico từ nam tới bắc để đến biên giới Hoa Kỳ trình diện chính quyền Mỹ và xin tị nạn. Hình ảnh thu được từ máy bay không người lái hôm 3 tháng 10 cho thấy các di dân la liệt nằm trên nóc các toa chở hàng và dùng chân che chắn trước cái nóng của sa mạc. Hàng nghìn di dân đã đến Hoa Kỳ từ Mexico trong những tuần gần đây khiến các quan chức ở các thành phố biên giới của Hoa Kỳ lo ngại và khiến thương mại bị đình trệ. Trong những năm qua, hàng trăm di dân đã bị thương hoặc thiệt mạng trong khi tìm cách leo lên đoàn tàu La Bestia hoặc bị rơi từ nhiều toa của toàn tàu. Theo chính phủ Mexico, tuần trước mỗi ngày có khoảng 10.000 di dân và người xin tị nạn đã đến biên giới Mỹ-Mexico trong bối cảnh số lượng người di chuyển về phía Bắc xuyên lục địa tăng kỷ lục. Ba nhà khoa học Mungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov giành được giải Nobel Hóa học năm 2023 nhờ khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố ngày 4 tháng 10. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết các nhà khoa học này đã thêm màu sắc cho công nghệ nano khi vật chất được sử dụng ở cấp độ nguyên tử hoặc phân tử trong sản xuất và phát hiện của họ có tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực. Cả nano và chấm lượng tử được sử dụng trong đèn LED và màn hình TV và cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn bác sĩ phẫu thuật trong quá trình loại bỏ mụ ung thư. Trong 128 năm, một trong những xác ướp lâu đời nhất của nước Mỹ đã được trưng bày tại một nhà tăng lễ địa phương ở thành phố nhỏ Reading của Pennsylvania. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi khi nhà tăng lễ này chuẩn bị đưa tiễn và chôn cất đàng hoàng cho xác ướp không rõ danh tính, được người dân địa phương gọi là Stoneman Willie. Kể từ khi Willy qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1895, nhà tăng lễ Omen đã trưng bày hài cốt của ông, một tay trộm vặt chết vì suy thận trong một nhà tù địa phương và vô tình được ướp xác bởi một người làm nghề mai táng đang thử nghiệm các kỹ thuật ướp xác mới. Khi bị bắt, ông khai man tên tuổi của mình nên danh tính thực sự của Stoneman Willy được che giấu và các quan chức địa phương không thể xác định được người thân. Nhà tang lễ ban đầu đã cố gắng ướp xác của ông trong khi họ tìm kiếm người thân và sau đó đã kiến nghị tiểu bang cho phép giữ thi thể này thay vì chôn cất, nói rằng họ muốn theo dõi quá trình ướp xác thử nghiệm. Hơn 100 năm sau, với sự hỗ trợ của công nghệ và việc tìm kiếm kỹ lưỡng các tài liệu lịch sử, nhà tang lễ cho biết cuối cùng họ tin rằng họ đã xác định được Stoneman Willie really là ai và sẽ tiết lộ tên của ông trên mộ vào cuối tuần này nhưng trước tiên nhà tăng lễ đã hợp tác với thành phố Reading để tưởng nhớ người đàn ông đã trở thành một phần của văn hóa dân gian và bản sắc dân gian của thành phố qua nhiều thế hệ. hôm 1 tháng 10 người dân địa phương đã đổ ra đường để kỷ niệm 275 năm hiến trương Reading bằng một cuộc diễu hành đầy màu sắc trong đó có xe tang chứa quan tài của Willie. cả tuần này xác của Willie sẽ được trưng bày để chào tạm biệt công chúng lần cuối tại nhà tăng lễ Allman vào ngày 7 tháng 10, ông sẽ thực hiện chuyến hành trình cuối cùng qua các con phố ở Reading và sẽ được chôn cất tại một nghĩa trang địa phương, nơi tên thật của ông cuối cùng sẽ được khắc trên bia mộ.